Nhà đất Hoàng Tiến trên kênh YouTube chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả khách hàng. Để tiếp tục chia sẻ rằng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp. Với căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 20m và được cái chịu nhà đúc kiên cố, một trệt một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc, phố hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì nằm sát với trục đường chính đường Quang Trung, chỉ cách trục đường chính đường Quang Trung tầm cỡ khoảng 20 mét thôi, thuận tiện đối hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm rộng lên đến 10 mét, có vỉa hè cây xanh rất là thoáng và rất là mát. Và với con hẻm một sẹt thì thuận tiện đối hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ hơn 2 mét để mình để xe gắn máy và khoảng sân này thì mình có thể để được tầm cỡ khoảng 5 tới 6 chiếc xe gắn máy, thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty. Và khoảng sân này thì hai bên cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường và phía trên cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt căn nhà. Mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và đây là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng được các chị đóng sẵn tặng kèm và có cái kệ để tivi cũng như tủ rượu. Và bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng và những mảng chỉ hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực cầu thang bộ và cầu thang máy của căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một cái cầu thang bộ và với trụ thang được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can thì mình được làm bằng sắt cũng như mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Đối diện với lại cầu thang thì mình sẽ có cái mảng tường được ốp kính trang trí rất là đẹp. Và di chuyển ở khu vực phía sau là không gian phòng bếp căn nhà, sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Và mình có một cái cầu thang máy có trọng tải lên đến 450 kg, di chuyển lên đến tận sân thượng thì thuận tiện là mua ở và món phòng công ty như kinh doanh buôn bán. Và phía sau thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh cũng như một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng, phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế tầng lửng, mình cũng có một cái phòng ngủ. Thì tổng cộng mình có tới 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, thuận tiện với khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán và làm spa cũng như khách sạn rất là thuận tiện. Với căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt, chỉ cách đường trục chính đường Quang Trung tầm cỡ khoảng 20 mét thôi. Và chỉ với giá 11 tỷ còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến 2 tỷ 500 triệu đồng này, với giá ban đầu căn nhà này tới 13 tỷ 500 triệu đồng. Và bây giờ anh chị giảm giá xuống chỉ còn 11 tỷ còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình sẽ có giường rộng lên đến 1m8, hai bên mình có đôn để đèn và những mảng tường được ốp 3D trang trí rất là đẹp và có nhà vệ sinh rất là rộng và cái lavabo rửa tay ở phía bên ngoài. Và với căn nhà nó có hướng là hướng đông bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì quý hàng đang xem video thì đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ, đặc biệt là những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Và như căn nhà này thì anh chị đang rất là cần tiền, cho nên là anh chị sau hai lần giảm giá chị giảm xuống tới 2 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà chỉ với giá 11 tỷ còn thương lượng. Với căn nhà mình được thiết kế có thang máy đến từ thương hiệu Fuji của Nhật. Và đây là khu vực cầu thang máy của căn nhà. Sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và số 2 và phòng ngủ số 3 căn nhà.
Thì quý hàng đang xem video hãy đăng ký kênh, những nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ, đặc biệt là những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá. Với căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Quang Trung và Tân Sơn, sát với lại siêu thị Emart đang xây dựng và sát với chợ Hạnh Thông Tây cũng như là nhà thờ Hạnh Thông Tây và sát với lại sân golf Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà nằm ngay ngã ba Quang Trung và Tân Sơn, thuận tiện với hàng mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Và chỉ với giá 11 tỷ còn thương lượng mạnh, quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên một con hẻm rộng lên đến 10 mét. Phía trước mình có một mặt nhà thôi, cho nên mình có một cái công viên ghế đá ở phía trước căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Và với một căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp, thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem, cũng như để quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 3, số 4 và phòng ngủ số 5 căn nhà. Căn nhà mình thì sẽ có 2 lầu, mình 4 phòng và có một phòng ở tầng lửng là 5 phòng và đều được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Cho nên khi quý nhà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Với căn nhà mình thì đang có bề ngang lên đến 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 20m và nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Quang Trung và Tân Sơn. Thuận tiện đối hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung và con đường Trường Chinh. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 25 phút và mình về sân bay tầm cỡ khoảng 15 phút. Với căn nhà nằm sát với lại trục đường Tân Sơn cũng như sát với lại sân golf Tân Sơn thành phố Hồ Chí Minh và là căn nhà đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đó hàng đi xem. Một căn nhà giảm giá đang có hướng là hướng đông bắc, phố hàng thuộc mệnh nhà Tây Tứ Trạch, nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng, nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm tiền để mua căn nhà này thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 80% giá trị của căn nhà này. Và với căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình muốn mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh em ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nói hàng đi xem. Nhà miễn phí cũng như hỗ trợ quý hàng có nhu cầu vay thêm tiền để mua căn nhà này. Và căn nhà này thì được anh chị nhà đúc kiên cố ở phía trên sân thượng, cũng đúc kiên cố để gia đình có nhu cầu mở rộng thêm phòng và để ở cho thuê cũng như làm khách sạn thì rất là thuận tiện, có cầu thang máy lên đến tận sân thượng. Và di chuyển ở khu vực phía trước thì mình sẽ có một khoảng không gian làm phòng thờ ở bên trong và một cái sân thượng ở phía trước để mình ra vui chơi và hóng mát trồng cây. Với căn nhà đang có hướng là hướng đông bắc, hướng ra rất là mát và nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và có thang máy lên đến tận sân thượng. Đây là khu vực phía trước của căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Khoảng sân ở phía trước rất là rộng và di chuyển ở khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực phòng giặt cũng như sân